Kính chào quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 10 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau đây. Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 65 năm thành lập khoa kỹ thuật xây dựng. Nhóm công tác xã hội chăm lo cho người nghèo trong suốt 17 năm qua. Tin thế giới, Hàn Quốc và Triều Tiên nã pháo cảnh cáo nhau trên biển. Thưa quý vị, Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập khoa kỹ thuật xây dựng tháng 10 năm 1957, tháng 10 năm 2022. Tại buổi lễ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cựu sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng khóa 77 đã thay mặt cộng đồng cựu sinh viên khoa ôm lại truyền thống vẻ vang của khoa qua các thời kỳ. Năm 1957, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ được thành lập và là tiền thân của Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Cũng trong thời gian này, Trường Cao đẳng Công chánh cũng được thành lập và hiện nay là khoa kỹ thuật xây dựng, là nơi cung cấp những kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ cho đất nước, những cán bộ kỹ thuật đầu ngành và doanh nhân thành đạt ở trong và ngoài nước. Buổi lễ là dịp để thế hệ thầy cô và sinh viên nhà trường có dịp gặp gỡ, giao lưu, thực hiện các hoạt động chung tay xây dựng cho sự phát triển của khoa kỹ thuật xây dựng, là một trong các khoa lớn và lâu đời nhất, phát triển cùng với lịch sử hình thành của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, một trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của khu vực phía Nam. Dịp này, nhà trường cũng đã khánh thành nhiều công trình trọng điểm và tặng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập. Chuyển đổi số trong giáo dục đại học là chủ đề của diễn đàn do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Đại học bang Arizona phối hợp cùng Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa tổ chức nhằm chia sẻ cách tận dụng tối đa các phương thức sẵn có để hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên trong thế giới số không ngừng phát triển. Là hoạt động thuộc dự án thúc đẩy hợp tác trường đại học doanh nghiệp thông qua đổi mới và công nghệ BuildX. Tại diễn đàn, các chuyên gia từ các trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đã chia sẻ tầm quan trọng cũng như sự thành công và thách thức của việc thúc đẩy chuyển đổi số trong môi trường giáo dục đại học. Cơ sở hạ tầng công nghệ của Việt Nam được xem như có tác động bậc nhất Đông Nam Á, đã cung cấp nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy các phương pháp giáo dục số, mang lại nhiều cơ hội lớn và làm thay đổi nền giáo dục, cộng đồng và doanh nghiệp. Tại các trường đại học đã áp dụng rất là nhiều cái phương pháp về số hóa, cũng như là triển khai các cái phương pháp giáo dục dựa trên cái nền tảng công nghệ số. Và hiện tại thì nó đã mang lại cái nhiều cái lợi ích, cũng như về thời gian, về cái cá nhân hóa người học. Chuyển đổi số có thể được coi là một cái chìa khóa then chốt hiện nay. Tối giản các cái chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả, chất lượng các cái dịch vụ và từ đó gia tăng được cái năng lực cạnh tranh. 7 năm qua, BuildX đã hỗ trợ các trường đại học tại Việt Nam trong việc tập huấn cho giảng viên và chuyên viên qua việc tạo ra các cơ hội phát triển chuyên môn. Trong đó, chương trình tập huấn mang tên Phương pháp sư phạm số là một nỗ lực được triển khai theo từng cấp độ để có thể chia sẻ rộng rãi kiến thức và bộ kỹ năng nền tảng liên quan cho các nhà giáo dục bậc đại học tại Việt Nam. Từ đầu năm 2002 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận nguồn vốn nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Hóc Môn, từ đầu năm 2022 đến nay cũng đã giải ngân trên 2.530 tỷ đồng để giúp cho hơn 2.800 hộ được vay vốn. Trong đó, có nhiều hộ nông dân được vay vốn theo quyết định cho vay ưu đãi của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tập trung tại các xã Đông Thạnh, Nhị Bình, Xuân Thế Thượng, Xuân Thế Sơn và Bà Điểm. Từ hoạt động tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn không những thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp mà còn là động lực góp phần phát triển phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng nguồn vốn vay, bà con nông dân đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển giống cây, giống con chất lượng cao, trong đó tập trung sản xuất hoa cây kiển, cá cảnh, rau an toàn, chăn nuôi bò sữa, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư chuồng trại, con giống, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp và phát huy tiềm năng kinh tế của địa phương.
vị, tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, suốt 17 năm qua, có một nhóm công tác xã hội chưa đến 40 thành viên luôn giúp đỡ những người nghèo, người khó khăn quanh họ. Bằng những hoạt động thiết thực, họ đã cụ thể hóa tinh thần tương thân tương ái, bao dung và yêu thương con người mà lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn nêu cao. Chồng mất sớm để lại ba người con thơ, trong đó đứa lớn bị bệnh bại liệt, khiến chị Ngọc Ân không thể đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thấu hiểu những khó khăn mà người phụ nữ này gặp phải, suốt nhiều năm qua, nhóm công tác xã hội thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ đã liên tục đến động viên, hỗ trợ tinh thần và vật chất, phần nào đã giúp gia đình chị có thể bước tiếp trong cuộc sống. Nhóm công tác xã hội thị trấn Cần Thạnh được thành lập từ năm 2005. Lúc đầu, nhóm chỉ có 7 thành viên với tên gọi Nhóm công tác xã hội khu phố Phong Thạnh. Sau một năm thành lập, nhóm đã thu hút được nhiều thành viên hơn, từ dân lao động đến cán bộ hưu trí và lan tỏa hoạt động ra toàn thị trấn. Đến nay, nhóm có 37 thành viên cơ hữu. Cái tiêu chí hoạt động của nhóm này đó là chủ yếu là giúp đỡ cho các trẻ em đang đi học đó mà gia đình nghèo đó. Cái thứ hai là những người già neo đơn, nhóm là đưa những người đó vào cái diện mà chăm sóc là thường xuyên luôn. Thời gian qua thì cái nhóm công tác xã hội tình nguyện của thị trấn Thạnh thì luôn thể hiện cái tinh thần trách nhiệm, góp phần là hỗ trợ cho địa phương thực hiện công tác giảm nghèo, đặc biệt là công tác mà phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì đối với từng thành viên của nhóm thì luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như đoàn kết, tương thân tương ái. Bằng những việc làm thiết thực của mình, nhóm công tác xã hội thị trấn Cần Thạnh là một trong những đơn vị đã được thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022. Không dừng lại ở đó, nhóm còn mong muốn sẽ phát triển thêm nhiều hoạt động khác để khi nào mọi người vẫn còn sức thì vẫn có thể giúp ích cho nhiều người hơn. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, marketing ngành ẩm thực tưởng khó mà dễ là chủ đề của tọa đàm do iPost.vn phối hợp cùng ngân hàng Cashicon tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực và đồ uống xây dựng những chiến lược phù hợp để phát triển thương hiệu một cách bền vững. Diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tọa đàm xoay quanh các nội dung về đánh giá, nghiên cứu tiền khả thi và định vị thương hiệu, truyền thông quảng cáo trong ngành ẩm thực. Bên cạnh đó, các diễn giả sẽ cùng đối thoại về khía cạnh định vị và xây dựng thương hiệu, xác định khách hàng tiềm năng và ứng dụng công nghệ trước khi phát triển kinh doanh, tìm ra phương án truyền thông quảng cáo và các kênh truyền thông phù hợp cho các doanh nghiệp F&B điển hình trong khu vực. Sau 2 năm đại dịch, cả nước nói chung và Tây Nguyên nói riêng, iPost.vn đã chứng kiến sự bật dậy mạnh mẽ của ngành F&B. Cộng đồng F&B tại Tây Nguyên cũng dần nghiêm túc phát huy những lợi thế. Bên cạnh đó, sự sắc của du lịch Buôn Ma Thuột vài năm trở lại đây khiến tôi tin tưởng vào sự thay đổi rõ rệt của ngành F&B trong thời gian tới. Trong khuôn khổ tọa đàm là không gian trải nghiệm, kết nối hợp tác với các gian hàng trong triển lãm ngành F&B, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ, giao thương vì một môi trường phát triển lành mạnh, đồng đều và bền vững hơn. Đưa ra thực phẩm và công nghệ sản xuất thực phẩm tương lai cùng với các nghiên cứu hạn sử dụng để đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt thời gian lưu thông là các vấn đề được chia sẻ tại buổi hội thảo Giải pháp về công nghệ và dịch vụ nghiên cứu chứng nhận an toàn thực phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Ba Đình BFC phối hợp cùng Viện Công nghệ Thực phẩm FIRI và Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia NIFC tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo cũng ra mắt sản phẩm hợp tác giữa BFC và FIRI, gói dịch vụ tích hợp giải quyết các vấn đề cho sản xuất thực phẩm, nhằm giải quyết và cải tiến những vấn đề tồn đọng trong sản xuất mà doanh nghiệp gặp hạn chế về nguồn lực kỹ thuật và kinh nghiệm. Qua sự kiện này, Viện Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam và Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia Việt Nam cùng với BFC của chúng tôi sẽ thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ và sẽ triển khai những chuyển giao công nghệ hiệu quả và hoàn thiện. Buổi hội thảo cũng là dịp đưa ra các giải pháp tối ưu để phát triển ngành thực phẩm Việt Nam qua việc tận dụng lợi thế và nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp cùng với chuyên gia hàng đầu và kỹ thuật công nghệ tiên tiến. Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Sau 35 năm xây dựng và phát triển, tập đoàn đã vươn lên đứng đầu top 10 nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam. Các công trình phủ rộng tại 49 trên 63 tỉnh thành trong cả nước và đã có mặt ở hai quốc gia Malaysia và Myanmar, tạo công ăn việc làm cho gần 3.000 lao động. Tất cả
những cái sự chuẩn bị từ năm 2011 đến nay là Hòa Bình đã trau dồi rèn luyện nghề nghiệp để đủ sức thi đấu ở đấu trường quốc tế. Dịp này, tập đoàn đã triển khai nhiều hoạt động xã hội vì cộng đồng để thiết thực. Điển hình là chương trình trao tặng 100 tủ sách chắp cánh ước mơ cùng 350 đầu sách với số lượng 39.500 quyển tới các trường học khó khăn trên cả nước với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng. Hiện tập đoàn xây dựng Hòa Bình đã chuẩn bị kế hoạch giai đoạn phát triển trong 10 năm tới với định hướng phát triển ra thị trường nước ngoài. Đến năm 2032, doanh thu xấp xỉ 20 tỷ đô la, lợi nhuận gần 1 tỷ đô la và lan tỏa văn hóa yêu chuộng màu xanh hòa bình, màu xanh của sự phát triển bền vững. Tham gia triển lãm âm thanh Việt Nam High End Show 2022, nhà phân phối Phúc Giang PGI đã trình diễn hệ thống nghe nhạc với các sản phẩm đến từ các thương hiệu Luxman, Tiak, Nhật Bản, Quark Audio, Anh Quốc. Nổi bật phải kể đến sự xuất hiện của Amply High-End Luxman L595 phiên bản đặc biệt. Đây là mẫu Amply Class A được mọi tín đồ âm thanh khắp thế giới mong đợi và là phiên bản giới hạn chỉ 300 chiếc toàn cầu. Tại sự kiện, PGI cũng lần đầu giới thiệu về chương trình thẻ đồng thương hiệu PGI Premium Care Luxman với những quyền lợi độc quyền. Với kỳ High-End Show 2022 lần này, thì Phúc Giang không chỉ mang đến những giải pháp âm thanh đa dạng, mà bên cạnh đó Phúc Giang cũng mang lại cho các khách hàng của mình những cái giá trị khác về các chính sách hậu đãi, về chính sách bảo hành hay là những quà tặng khác cho những khách hàng khi mà sử dụng hàng chính hãng tại Việt Nam. PGI là một trong những nhà phân phối thiết bị âm thanh lớn nhất Việt Nam. PGI đang bảo chứng phân phối chính hãng cho loạt thương hiệu được ưa chuộng hiện nay. Tiếp theo là các tin tức quốc tế vừa cập nhật. Thưa quý vị, hôm nay Hàn Quốc và Triều Tiên đã xảy ra những đợt nã pháo cảnh cáo nhau trên biển. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang khi Bình Nhưỡng liên tục phóng tên lửa nhằm đáp trả các cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã bắn cảnh báo sau khi một tàu hàng của Triều Tiên vượt qua ranh giới phía bắc NLL ở biển Hoàng Hải vào lúc 3 giờ 42 phút sáng theo giờ địa phương. Con tàu này sau đó đã rút về phía bắc. NLL được xem là đường phân định vùng biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Không lâu sau, quân đội Triều Tiên tuyên bố một tàu chiến của Hàn Quốc đã vi phạm lãnh hải của nước này vào lúc 3 giờ 50 phút sáng theo giờ địa phương và Bình Nhưỡng đã bắn 10 quả đạn pháo để đáp trả hành động của Seoul. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc gọi đây là hành động khiêu khích gây ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Ngày 23 tháng 10, Ukraine tố cáo Nga đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào thành phố Mykolaiv. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc xung đột có nguy cơ leo thang, mất kiểm soát. Trên Telegram, thống đốc tỉnh Mykolaiv Vitaly Kim cho biết Nga đã sử dụng tên lửa S-300 và thiết bị bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất để tấn công Mykolaiv. Một tòa nhà chung cư 5 tầng bị bắn trúng, không có ai bị thương hoặc thiệt mạng. Vụ nổ đầu tiên rất lớn, tôi liền đi tìm nơi trú ẩn. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nổ thứ hai và thứ ba, cửa sổ thì vỡ hết. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với những người đồng cấp Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc điện đàm thứ hai của ông Shoigu với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chỉ trong 3 ngày qua. Ông Shoigu cảnh báo Ukraine có thể sử dụng bom bẩn, thiết bị nổ chứa chất thải phóng xạ để khiến cuộc xung đột leo thang. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng nào. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kubela đã bác bỏ tuyên bố của ông Shoigu, gọi đó là điều vô lý và nguy hiểm. Phía Mỹ và Anh cũng bác bỏ thông tin của Bộ trưởng Quốc phòng Nga và cảnh báo Moscow không nên sử dụng đó làm cây cớ leo thang căng thẳng. Trong bài phát biểu hàng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chỉ có Nga mới có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở châu Âu và cuộc điện đàm của ông Shoigu đã làm rõ điều đó. Hôm qua, hàng chục ngàn người Hungary, bao gồm cả giáo viên và học sinh, đã xuống đường tuần hành tại thành phố Budapest để phản đối chính sách của chính phủ, yêu cầu tăng lương cho giáo viên và kiềm chế lạm phát gia tăng. Vài giờ sau khi Thủ tướng Viktor Orbán cam kết duy trì sự ổn định kinh tế và giới hạn hóa đơn năng lượng cho hộ gia đình, trong bối cảnh EU rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, khoảng 80.000 người dân đã xuống đường ở thủ đô Budapest để biểu tình phản đối Thủ tướng Orbán và chính phủ Hungary. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2014 đến nay. Lạm phát tăng nhanh, giá cả tăng mạnh,
Một ổ bánh mì giờ giá 1.000 forint, tức hơn 2 đô la rưỡi. Sữa chua giá đến 2.000, giá cả quá khả năng của chúng tôi. Trong bài phát biểu tại Szelegeszeg, miền Tây Hungary, Thủ tướng Orbán đã chỉ trích các chính sách của Liên minh châu Âu và khẳng định các biện pháp này đang khiến cho tình trạng khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế ở quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thêm trầm trọng. Hungary đang phải đối mặt với khả năng EU cắt giảm ngân sách hỗ trợ do vấn đề liên quan đến pháp quyền và tham nhũng. Một số chính phủ các quốc gia châu Âu từ đầu tháng này đã thúc giục Ủy ban châu Âu tiến hành một báo cáo cụ thể để phân tích rủi ro về tình hình ở Hungary. Ngày 23 tháng 10, các tay súng đã xông vào một khách sạn ở thành phố cảng Kismayo thuộc Somalia. Vụ tấn công khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ việc xảy ra vào lúc 12 giờ 45 phút theo giờ địa phương. Một chiếc xe có mang theo bom đã hút vào cổng của khách sạn Tawakan. Đại diện cơ quan an ninh cho biết, các nhân viên an ninh đã nhanh chóng bao vây, tiêu diệt 3 trong số những kẻ tấn công. Kẻ thứ 4 thiệt mạng khi chiếc xe phát nổ. Vụ nổ cũng làm 9 dân thường thiệt mạng, 47 người khác bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng. Nhóm cực đoan Hồi giáo Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công và cho biết đã cài người xâm nhập vào khách sạn Tawakan. Nhóm này cũng cho biết có ý định tấn công các quan chức dùng súng ba lan đặt văn phòng làm việc tại khách sạn này. Trong hơn 15 năm qua, Al-Shabaab thường xuyên tổ chức các vụ tấn công khủng bố nhắm vào các mục tiêu dân sự và quân sự. Cư dân thành phố Puerto Vallarta bắt đầu dọn dẹp đường phố và cây xanh bị ngã đổ sau khi bão Roslyn đi qua nơi này. Trong khi đó, bão Roslyn tiến sát gần vùng Santa Cruz, tỉnh Nayarit, miền Bắc Mexico. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ cho biết, sáng sớm ngày 23 tháng 10, bão Roslyn mạnh lên cấp 3 trong thang cảnh báo bão 5 cấp độ, gây mưa to gió lớn ở vùng biển Sayulita và Punta Mita. Dù bão đã suy yếu nhưng lại gây mưa lớn, lưu lượng có thể lên đến 250mm trong 24 giờ tới ở Jalisco và Nayarit. Những hình ảnh từ Nayarit cho thấy sau khi bão đổ bộ, nhiều xe ô tô ngập trong nước và nhiều nhà ở bị hư hại. Cơ quan dân phòng cho biết lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng. Sau đó, bão đã yếu dần khi vào sâu trong đất liền. Đến chiều, sức gió giảm xuống còn gần 75km/h. Tuy nhiên, dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại một số nơi mà bão đã đi qua, dẫn tới lụt lội và lở đất. Chính quyền địa phương cho biết họ chưa cho phép khách du lịch ra tắm biển trở lại. Cho đến nay, bão Roslyn đã làm 2 người thiệt mạng ở thị trấn Mezcatitán de Santiago Ixcuinla và Rosa Morada. Hiện một số người đi sơ tán đã được về nhà. Sân bay Puerto Vallarta đã nối lại hoạt động bình thường. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực khôi phục điện tại các khu vực bị mất điện do bão. Các bãi biển vẫn đóng cửa. NHC cảnh báo biển động có thể gây sóng lớn, nguy hiểm đến tính mạng. Trong phần tiếp theo của bản tin trên này sẽ có các thông tin sau đây. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi. Động giải chạy bộ đi bộ vì cộng đồng We Run We Share lần thứ nhất năm 2022. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội làm việc tại hội trường sau khi nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi, Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo luật này. Dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi sau khi chỉnh lý có 12 chương và 121 điều, nhiều hơn 15 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3. Đa số đại biểu nhất trí với các nội dung của dự thảo luật, nhấn mạnh đây là luật quan trọng của ngành y tế, định hướng công tác quản lý và sự phát triển bền vững của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, có tác động lớn đến người dân cũng như cơ sở y tế, cán bộ y tế. Do vậy, các quy định của dự luật cần phải cụ thể, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, có tính ổn định lâu dài. Liên quan đến quy định về chính sách ưu đãi với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, một số đại biểu nêu thực tiễn. Thời gian qua, rất nhiều y bác sĩ đã xin thôi việc hoặc xin chuyển công tác dù đã có thời gian gắn bó lâu dài. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhà nước chưa có chính sách phù hợp cho đối tượng này. Nếu không đảm bảo được cuộc sống, không có chính sách đãi ngộ phù hợp thì sẽ không giữ chân được đội ngũ y bác sĩ, gây lãng phí nguồn lực và lực lượng y tế trong thời gian tới sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng. Vì vậy, cần quy định rõ các chính sách ưu đãi cụ thể để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này, đặc biệt là các y bác sĩ nữ, y tế cơ sở tại vùng dân tộc thiểu số, tỉnh miền núi, lực lượng y bác sĩ tuyến đầu để họ yên tâm công tác và cống hiến.
Liên quan đến quy định về giá khám bệnh, chữa bệnh, dự luật quy định giá này được xác định dựa trên việc tính đầy đủ các yếu tố chi phí, phù hợp với khả năng chi trả và khuyến khích nâng cao chất lượng, phát triển kỹ thuật chuyên môn. Theo một số đại biểu, chỉ quy định tính đủ thì sẽ không đảm bảo được về việc tính đúng. Vì vậy, ban soạn thảo cần quy định theo hướng nhấn mạnh tiêu chí tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, đồng thời quy định cụ thể về chủ thể xác định giá dịch vụ, đảm bảo phù hợp với thực tiễn để các quy định của luật đi vào đời sống và tạo được hiệu quả rõ ràng khi luật được ban hành và áp dụng trong thực tiễn. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sandoz Việt Nam thuộc tập đoàn Novartis, công ty cổ phần nước Hoàng Minh và trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân tổ chức chương trình tư vấn hành trình sức khỏe mỗi ngày tại Aeon Mall Bình Tân. Tại tọa đàm, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ cụ thể về nguyên nhân, các dấu hiệu nhận biết và cách phòng ngừa loãng xương. Theo các bác sĩ, loãng xương là bệnh lý điều trị được. Vì vậy, việc phòng ngừa, chẩn đoán sớm đóng vai trò quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nguy hiểm. Không có giống như những cái bệnh lý khác, ví dụ như là bệnh về hô hấp, mình bị nhiễm trùng, mình bị viêm họng thì mình chỉ uống thuốc chỉ có 1 tuần hoặc là 2 tuần thôi. Nhưng mà cái việc điều trị loãng xương nó phải kéo dài từ 3 đến 5 năm, thậm chí là 6 năm hoặc là 9 năm tùy theo cái chỉ định của bác sĩ. Song song bên cạnh cái việc dùng thuốc và tuân thủ điều trị á, thì mình cũng cần phải áp dụng những cái gọi là cái biện pháp không dùng thuốc. Có nghĩa là mình phải có một cái chế độ ăn uống đầy đủ canxi, vitamin D. Mình phải tập vận động để tăng cái sức bền của cơ, tại vì cơ khỏe thì xương nó sẽ chắc khỏe hơn. Thì chúng tôi rất là hy vọng rằng là ở bất cứ lứa tuổi nào thì một nửa của thế giới cũng sẽ luôn luôn cảm thấy có một bộ xương chắc khỏe, khỏe mạnh và luôn luôn tận hưởng một cuộc sống cái trọn vẹn, và nửa còn lại của thế giới cũng sẽ được chia sẻ cái niềm vui đó. Chúng ta hãy cùng chung tay để hành động ngay, vì loãng xương là không thể chờ đợi. Phần tọa đàm còn diễn ra sôi nổi với phần đặt câu hỏi trực tiếp từ người tham dự, đặc biệt là các chị em phụ nữ, và hoạt động tư vấn sức khỏe trực tiếp với các bác sĩ khoa nội cơ xương khớp, khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tại trung tâm thương mại Aeon Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình hành trình sống khỏe, thu hút sự tham dự của hơn 300 người. Đây là chương trình giao lưu với bác sĩ và khám tư vấn miễn phí do Bệnh viện Gia An 115 thuộc tập đoàn Hoa Lâm tổ chức. Tại chương trình, những người tham dự đã được giao lưu với các bác sĩ nội tim mạch can thiệp để hiểu thêm về các vấn đề hậu COVID-19, đặc biệt là nhồi máu cơ tim và nhồi máu phổi. Bên cạnh giao lưu với các bác sĩ, những người tham dự còn được khám và tư vấn miễn phí với hai bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm của khoa khám bệnh, Bệnh viện Gia An 115. Đáng chú ý, do biết thông tin về chương trình nên có người dân làm nghề chạy xe ôm công nghệ đã chủ động mang theo hồ sơ bệnh án của mình đến buổi giao lưu để gặp và chia sẻ trực tiếp với bác sĩ, nhận được những tư vấn cụ thể, thiết thực về tình trạng sức khỏe khá nặng của bản thân. Khách hàng này còn được Bệnh viện Gia An 115 quyết định gửi tặng phần quà thiết thực là khám và tư vấn miễn phí với bác sĩ chuyên gia của bệnh viện ngay sau chương trình để hỗ trợ cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này. Các bác sĩ Bệnh viện Gia An đã đem rất là nhiều kiến thức y khoa để cho mọi người, để bảo vệ cho chính mình và cộng đồng. Không chỉ mang đến cơ hội giao lưu trực tiếp và khám, tư vấn bệnh miễn phí với các bác sĩ, chương trình còn mang đến nhiều ưu đãi để những người tham dự có thể tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh kỹ thuật cao, giá cả hợp lý và thuận tiện ngay trong khu vực sinh sống của mình. Công ty bảo hiểm Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương đã tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại tỉnh Bình Dương với số tiền 2,4 tỷ đồng. Công ty cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy tại quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong, công ty nhận được thông tin có một khách hàng là anh Vương, 37 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Anh đã mua bảo hiểm cách đây 2 năm. Ngày 22 tháng 10, công ty đã động viên, chia sẻ và tiến hành chi trả 2,4 tỷ đồng cho gia đình anh Vương. Đây cũng là một trong những trường hợp chi trả lớn nhất ở Bình Dương. Thời gian qua, Bảo Việt Nhân Thọ luôn tập trung cải tiến các quy trình để nhanh tốc độ giải quyết quyền lợi bảo hiểm và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho mỗi khách hàng. Qua đó, giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh. Giải thưởng Thương hiệu Tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương 2022 đã được trao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất trồng trọt Tân Tân. Thành lập từ năm 1984, Tân Tân là đơn vị tiên phong mang đến cho thị trường ngành nông sản Việt Nam các nhãn hiệu uy tín được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Đặc biệt là các sản phẩm từ đậu phộng cũng như sản phẩm ăn nhẹ từ các loại hạt khác nhau luôn đáp ứng những yêu cầu khắt khe của FDA Hoa Kỳ. Dự kiến sắp tới, công ty Tân Tân sẽ đầu tư phát triển khu công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, công nghệ cao
phát triển vùng nguyên liệu sạch, cung cấp nguyên liệu phân giống cho bà con nông dân và hướng dẫn kỹ thuật bao tiêu sau thu hoạch, góp phần ổn định đầu ra cho bà con và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tân Tân đã mở rộng quy mô kinh doanh trong nước với hơn 140 nhà phân phối, chiếm 80% thị phần trong cả nước ở hầu hết các siêu thị và trung tâm thương mại, đồng thời có mặt tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Tại lễ trao giải Thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương năm 2022, doanh nhân Thái Thị Quý Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc xuất khẩu TNH, vinh dự được vinh danh doanh nhân tiêu biểu. Thời gian tới, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường để đưa sản phẩm may mặc của Việt Nam ra thế giới, khẳng định giá trị của TH trên thị trường thế giới nói riêng và giá trị hàng may mặc của Việt Nam trên thị trường thế giới nói chung. TNH hiện có các thị trường xuất khẩu là Canada, Mỹ, Australia và các nước châu Âu. Với dây chuyền thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến nhất cùng đội ngũ năng động, đơn vị không ngừng nỗ lực phát triển hoạt động kinh doanh với phương châm mang xu hướng thời trang hiện đại vào sản phẩm may mặc đa dạng đáp ứng chuẩn quốc tế. Thương hiệu nước mắm Tư Hon đã được vinh danh Thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương năm 2022, thành lập từ năm 1977. Sản phẩm của Tư Hon, đặc biệt là nước mắm cá sặc, nước mắm cá cơm đều được chế biến trên dây chuyền mới, khép kín, hiện đại, cho phép nâng cao cả chất lượng và số lượng dù vẫn giữ nguyên công thức truyền thống. Tất cả sản phẩm mắm, nước mắm, dưa mắm và tất cả các loại chiên về mắm qua 45 năm vẫn giữ được hương vị truyền thống. Hiện nay sản phẩm nước mắm cá sặc được đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp thành phố. Sắp tới thì tất cả những mặt hàng tôi sẽ thi chứng nhận sản phẩm OCOP tiếp tục cấp thành phố. Hiện các sản phẩm thương hiệu Tư Hon đã được cung ứng rộng rãi cho thị trường cả nước, nhiều nhất là tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 1.000 học sinh sinh viên đã tham gia hưởng ứng lễ phát động giải chạy bộ đi bộ vì cộng đồng mang tên We Run We Share lần thứ nhất năm 2022. Chương trình do công ty tổ chức sự kiện Hoàng Gia phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức. Với chủ đề chạy chia sẻ, chạy vui hơn, giải chạy được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, diễn ra đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2022 trên ứng dụng Raramuri. Người tham gia không phân biệt đối tượng, tuổi tác, có thể chạy bộ hoặc đi bộ ở bất kỳ đâu, không giới hạn vị trí địa lý. Mỗi cá nhân cần tạo tài khoản trên ứng dụng Raramuri để ban tổ chức thống kê quãng đường và tổng hợp thông tin đơn vị tham gia. Với 1 km chạy được thì sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ hỗ trợ cộng đồng của giải và mỗi cá nhân có thể đóng góp tối đa 5.000 đồng cho quỹ. Với tinh thần đó, tôi mong muốn là chương trình này sẽ được lan tỏa trên toàn quốc và sẽ có rất là nhiều người tham gia cùng với nhau thông qua ứng dụng Raramuri, là một ứng dụng nâng tầm trải nghiệm luyện tập. Mọi người cùng nhau kết nối và cùng nhau luyện tập và cùng nhau khỏe mạnh hơn và đặc biệt là quyên góp được cho cộng đồng xã hội. Tổng số tiền tích lũy được sẽ được dùng để tổ chức các hoạt động phục vụ, hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, thanh niên yếu thế và những công trình tình nguyện ý nghĩa cho cộng đồng. Thông tin thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin trưa nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt.